chịu chết trên thập giá, cứu con khỏi tội và để con được làm con Ngài. Thế rồi bản tính yếu đuối, con lại đi hoang đến khi thân xác héo mòn, tâm hồn khô cằn. Tâm hồn khô cằn không nơi nương tựa, con mới tìm về Ngài. Chúa ơi, trên đường trở về con thấy mình đầy tội lỗi, con khóc vì tội bất tuân, con khóc vì con thấy mình yếu đuối. Chúa biết rằng những đứa con của Chúa, có đứa sẽ về ở bên Chúa mãi, có đứa lại đi hoang. Nhưng xin vì những dòng lệ thống hối ăn năn, xin Chúa hãy luôn rộng mở cánh cửa yêu thương và chờ đợi ngày chúng con trở về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.